Kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa các quý vị đại biểu, rất là vui khi được ban tổ chức cho mở đầu phiên khoa học. Tôi xin trình bày bài COPD, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính tổng quan năm 2021. Năm 2021, khi tra cứu trên các cái trang cơ sở dữ liệu lớn như là PubMed, Cochrane, PLOS ONE, Wiley Library hay là Clinical Trial, thì thấy rằng là những cái số lượng, những cái nghiên cứu, những cái thử nghiệm lâm sàng cũng như là các cái phân tích tổng hợp về bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính vẫn không hề sụt giảm, mặc dù cả thế giới đang phải tiếp tục đối mặt với đại dịch COVID-19. Đại diện trên trang cơ sở dữ liệu lớn là trang cơ sở dữ liệu PubMed, thì chúng tôi thấy có tổng số là 5.706 các cái bài báo cáo, và trong đó thì có 127 các cái thử nghiệm lâm sàng và 88 các cái bài phân tích tổng hợp. Lựa chọn trong số các cái vấn đề được đề cập trong các cái bài báo cáo nghiên cứu cũng như là các cái báo cáo tổng hợp trên các cái trang cơ sở dữ liệu, thì với cái khuôn khổ của bài báo cáo COPD tổng quan năm 2021, tôi xin trình bày 4 nội dung. Thứ nhất là về quản lý COPD trong đại dịch COVID-19. Thứ hai là chăm sóc y tế từ xa đối với bệnh nhân COPD. Thứ ba là liệu pháp bộ 3 trong điều trị COPD. Và thứ tư là giá trị bạch cầu ái toan trong COPD. Thứ nhất là về quản lý COPD trong đại dịch COVID-19. Việc quản lý COPD trong đại dịch COVID-19 thì được xem là một cái chủ đề nóng và được quan tâm đầu tiên vào năm 2021. Khi mà dịch COVID-19 bùng phát thì các cái cách thức hoạt động trong việc quản lý COPD đã phải thay đổi. Và những cái lý do mà phải thay đổi liên quan đến bệnh nhân không thể đến khám trực tiếp được vì giãn cách, rồi là có những cái sự giới hạn trong việc là chỉ định đo chức năng hô hấp vì cái lo ngại phát tán virus, những cái khó khăn trong việc duy trì các cái phương pháp phục hồi chức năng truyền thống, và bệnh nhân thì phải đối mặt với các cái nguy cơ như là nguồn thuốc thiếu. Chính vì thế mà các cái nghiên cứu vào cuối những năm 2020 và đầu năm 2021 thì được tiến hành xoay quanh việc đánh giá nguy cơ mắc COVID-19, nguy cơ tử vong vì COVID-19 ở bệnh nhân COPD và các cái cách thức chẩn đoán, quản lý, điều trị COPD từ xa. Một cái phân tích tổng hợp nhanh đã được báo cáo vào tháng 5 năm 2020 thì cho thấy rằng cái tỷ lệ bệnh nhân COPD trong số các cái ca mắc COPD mắc COVID-19 là chiếm khoảng 2%. Trong khi đó thì những cái nhóm bệnh nhân COPD thì có cái nguy cơ mắc bệnh nặng hơn, chiếm 63% so với cả những cái bệnh nhân mà không mắc COPD. Đồng thời thì cái tỷ lệ tử vong do COVID-19 thì cũng cao hơn ở nhóm các cái bệnh nhân mà có mắc COPD. Tại thời điểm đó thì có một cái giả thuyết đặt ra là liệu rằng những cái bệnh nhân COPD thì có gia tăng cái nguy cơ mắc COVID-19 hay không? Khi nghiên cứu về bệnh đồng mắc ở 1.590 bệnh nhân nhiễm COVID-19 từ thu thập từ tháng 11 năm 2019 đến tháng 1 năm 2021 thì kết quả thấy rằng tăng huyết áp, đái tháo đường là hai cái bệnh đồng mắc gặp nhiều nhất ở trong số những cái bệnh nhân nhiễm COVID-19 với cái tỷ lệ là 16,9 và 8,2%. Trong khi đó thì bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì chỉ chiếm khoảng 1,5% trong số những cái bệnh nhân mà nhiễm COVID-19. Vì vậy có thể thấy rằng là cái việc mắc COPD không phải là nguy cơ gây gia tăng cái nhiễm COVID-19. Tuy nhiên là cái nhóm bệnh nhân nhiễm COPD mà nhiễm COVID-19 thì lại có cái nguy cơ tử vong cao hơn so với cả những cái nhóm bệnh nền khác. Một cái phân tích tổng hợp trên 14 cái nghiên cứu về mối liên quan giữa bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính với cả nguy cơ mắc COVID-19 nặng và nguy cơ tử vong do COVID-19 đã được báo cáo vào đầu năm 2021. 52% các cái bệnh nhân mắc COVID mắc COPD từ trước thì có cái tình trạng diễn biến nặng khi mà nhiễm COVID-19. Đồng thời trong số những cái bệnh nhân mà COPD mà mắc từ trước thì có đến 35% là các bệnh nhân tử vong khi mà nhiễm COVID-19. Vậy thì có một cái kết luận đấy là những cái bệnh nhân mắc COPD từ trước thì có cái nguy cơ mắc COVID-19 nặng và nguy cơ tử vong cao liên quan đến COVID-19 gấp 3 lần so với cả cái nhóm mà không bị mắc COPD. Vậy thì trước những cái bằng chứng được đưa ra kể trên thì để giảm được các cái nguy cơ nhiễm COVID-19 và cũng như là để giảm nguy cơ tử vong do COVID-19 ở bệnh nhân COPD thì việc phân biệt được các cái triệu chứng nhiễm COVID-19 với các cái triệu chứng thông thường của một bệnh nhân COPD hoặc là đột cấp COPD thì rất là quan trọng. Và trong hướng dẫn của GOLD năm 2021 thì cũng đã đưa ra những cái hướng dẫn cho cái vấn đề này. Ở những cái bệnh nhân mà mắc COVID-19 thì các cái biểu hiện ho với khó thở thì nó gặp ở khoảng 60%.
Chính vì thế mà để xác định được một cái bệnh nhân COPD có nghi nhiễm COVID-19 hay không thì cần phải khai thác thêm các cái yếu tố khác như là yếu tố dịch tễ, các cái triệu chứng như là sốt, mệt mỏi, lú lẫn, mất ngửi, rồi tiêu chảy, buồn nôn, đau nhức cơ hoặc là đau đầu. Và khi có bất kỳ một cái triệu chứng nghi ngờ nhiễm COVID-19 thì tất cả các bệnh nhân cần phải được làm xét nghiệm SARS-CoV-2 để loại trừ. Và trong GO năm 2021 thì cũng có khuyến cáo rằng ở những cái bệnh nhân mặc dù là có nhiễm COVID-19 thì vẫn phải tiếp tục làm cái xét nghiệm vi sinh khác để mà loại trừ hay là đánh giá cái khả năng đồng nhiễm các cái tác nhân gây bệnh của đường hô hấp khác. Chụp X quang ngực thì sẽ được chỉ định cho những cái bệnh nhân mà có đợt cấp COPD, trong đó thì bao gồm cả những cái bệnh nhân mà có nhiễm COVID-19. Và ở những cái bệnh nhân mà nhiễm COVID-19 ở cái mức độ trung bình và nặng thì thường là ở trên X quang phổi sẽ có những cái tổn thương đông đặc, tính mờ hoặc là tổn thương phổi kẽ lan tỏa ở hai bên phổi. Việc chụp X quang phổi thì cũng sẽ giúp cho chuẩn đoán phân biệt một số các cái trường hợp khác là nguyên nhân của đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính như là các cái trường hợp viêm phổi thùy, rồi tràn khí màng phổi hoặc là tràn dịch màng phổi. Một cái điều nữa người ta thấy rằng là ở những cái bệnh nhân mà mắc COVID-19 thì có cái nguy cơ tăng đông. Vì vậy khi mà có các cái dấu hiệu nghi ngờ tắc động mạch phổi thì nên chỉ định chụp các lớp vi tính động mạch phổi để mà loại trừ. Việc đo chức năng hô hấp thì sẽ không được chỉ định ở những cái bệnh nhân COPD mà có mắc COVID-19 bởi vì người ta lo ngại cái nguy cơ là trong quá trình mà đo chức năng hô hấp thì bệnh nhân có thể ho, bệnh nhân thở và đó là cái nguy cơ có thể phát tán virus. Theo hướng dẫn của GO năm 2021 thì cũng đưa ra những cái hướng dẫn điều trị COPD trong đại dịch COVID-19 với các cái điểm chính đó là các bệnh nhân thì vẫn sẽ tiếp tục các cái biện pháp điều trị không thuốc và không cần phải thay đổi gì khi mà nhiễm COVID-19. Bệnh nhân thì vẫn có thể tiếp tục tiêm phòng cúm hàng năm theo như khuyến cáo trong cái bối cảnh đại dịch. Bệnh nhân vẫn sẽ tiếp tục duy trì các cái phác đồ điều trị COPD và nếu mà bệnh nhân những cái phác đồ đó đang có hiệu quả đối với bệnh nhân. Và một cái điều lưu ý đấy là với những cái thuốc giãn phế quản, dạng khí dung thì hạn chế sẽ sử dụng các cái đường khí dung. Ở trong trường hợp mà bệnh nhân không sử dụng được các cái thuốc dạng hít hoặc là dạng xịt mà bắt buộc phải sử dụng đường khí dung thì người ta cũng đưa ra những cái khuyến cáo là bệnh nhân sẽ nên sử dụng ở nơi mà chỉ có một mình bệnh nhân thôi và bệnh nhân sẽ phải mở cửa và sẽ chỉ sử dụng hạn chế tối đa cái việc mà sử dụng khí dung càng tốt càng nhiều càng tốt. Việc sử dụng kháng sinh hay là corticoid thì theo như khuyến cáo trong điều trị đợt cấp thì vẫn sẽ tuân thủ như là trong những khuyến cáo trước như trước đây. Việc điều trị corticoid ở những cái bệnh nhân COPD nhiễm COVID-19 thì cũng vẫn tiếp tục tuân thủ như là trong điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 khác. Và corticoid đường toàn thân thì đã được WHO khuyến cáo sử dụng cho những cái bệnh nhân COVID-19 mà có kèm theo các cái hội chứng suy hô hấp hoặc là ở những cái bệnh nhân mà có đợt cấp COPD. Và methylprednisolone thì đã được khẳng định qua những cái bằng chứng có cho thấy là giúp cải thiện cái tỷ lệ sống trên những cái bệnh nhân mà nhiễm COVID-19 có kèm theo ARDS. Và corticoid toàn thân với cái liều dùng hoặc là với cái thời gian dùng thì ở những cái bệnh nhân mà đợt cấp COPD có nhiễm COVID-19 thì vẫn nên sử dụng như là các cái phác đồ thông thường theo những cái khuyến cáo trước đây. Corticoid dạng hít thì ICS thì đã được chứng minh là có liên quan đến cái nguy cơ viêm phổi do vi khuẩn ở những cái bệnh nhân COPD và nó làm suy giảm cái phản ứng miễn dịch đối với cả virus. Và có một cái câu hỏi đặt ra là liệu rằng là ICS thì có ảnh hưởng gì đến các cái biểu hiện của các cái thụ thể cũng như là các cái đồng yếu tố với SARS-CoV-2 trên cái đường thở hay không? Bởi những cái thay đổi đó thì nó có thể làm thay đổi cái tính nhạy cảm đối với cả COVID-19. Thế thì nó có cái thử nghiệm TISA được tiến hành nhằm đánh giá cái tác động của điều trị ICS đối với cái biểu hiện gen liên quan đến SARS-CoV-2 ở các cái tế bào biểu mô phế quản. Nghiên cứu thì được tiến hành ở 63 bệnh nhân COPD. Tất cả các bệnh nhân này thì được điều trị 4 tuần với cả formoterol và sau đó thì các bệnh nhân được phân ngẫu nhiên thành các cái nhóm điều trị formoterol và nhóm điều trị formoterol budesonide và nhóm điều trị salmeterol fluticasone. Và các bệnh nhân này sẽ được sử dụng với các cái nhóm bệnh nhân sẽ được điều trị trong vòng 12 tuần. Và sau 12 tuần thì người ta phân tích thì thấy rằng là những cái bệnh nhân mà ở cái nhóm điều trị budesonide với formoterol
và fluticasone với samethadone, tức là những nhóm mà có điều trị ICS, thì có cái tình trạng là xu hướng giảm cái biểu hiện gen ACE2 và ADAM17 so với cả những cái trường hợp mà điều trị formoterol. Và người ta thấy rằng là ICS thì giúp cho việc biểu hiện ở các cái gen này, và nó làm giảm cái tính nhạy cảm đối với cả COVID-19. Tuy nhiên, một cái nghiên cứu khác, một cái nghiên cứu quan sát được thực hiện việc đánh giá nguy cơ tử vong liên quan đến COVID-19 trong số những cái bệnh nhân COPD và hen có sử dụng ICS. Nghiên cứu này thì xuất phát từ cái việc là những cái báo cáo về tỷ lệ mắc hen và COPD ở trong những cái nhóm bệnh nhân nhiễm COVID-19 thì thấp hơn so với cả dự kiến. Và người ta suy đoán rằng là liệu rằng ICS thì có thể bảo vệ cho những cái bệnh nhân khỏi bị nhiễm SARS-CoV-2 hay không. Và kết quả thì cho thấy rằng bệnh nhân COPD, những cái nhóm bệnh nhân COPD mà được kê ICS thì có tăng cái nguy cơ tử vong liên quan đến COVID-19 so với cả những cái bệnh nhân mà không sử dụng ICS. Vì vậy là cái việc mà sử dụng ICS thường xuyên thì tính đến thời điểm này chưa có cái bằng chứng cho thấy rằng có ý nghĩa trong việc bảo vệ khỏi nguy cơ tử vong do COVID-19 ở những cái bệnh nhân hen hoặc là ở những cái bệnh nhân COPD. Gold năm 2021 thì cũng đưa ra những cái hướng dẫn theo dõi bệnh nhân COPD nhiễm COVID-19 sau khi ra viện. Qua các nghiên cứu thì thấy rằng có khoảng 30% các bệnh nhân có những cái bất thường dai dẳng hoặc là có những cái tổn thương phổi như là xơ phổi tồn tại sau khi nhiễm COVID-19. Thì đối với cả những bệnh nhân mà nhiễm COVID-19 ở mức độ nhẹ thì có thể theo dõi bình thường như là sau một cái đợt cấp COPD. Còn nếu mà với những cái bệnh nhân mà nhiễm COVID-19 ở cái mức độ trung bình thì sẽ có cái sự theo dõi phải thường xuyên hơn, phải đánh giá cái nhu cầu sử dụng oxy, chụp X quang hoặc là chụp lại các lớp vi tính ngực sau 6 tháng đến 1 năm để theo dõi những cái biến chứng hậu COVID. Còn đối với cả những cái bệnh nhân mà nhiễm COVID-19 ở cái mức độ nặng hoặc là nguy kịch thì cần phải theo dõi một cách chặt chẽ, đánh giá kỹ những cái biến chứng hậu COVID, những cái tình trạng đồng nhiễm hay là những cái bệnh đồng mắc và đo lại cái chức năng hô hấp. Một cái phân tích tổng hợp mà được báo cáo vào tháng 5 năm 2021 từ 9 trong số 745 các cái nghiên cứu đã đáp ứng được các cái tiêu chí với cái dữ liệu từ 9 quốc gia thì cho thấy rằng có cái sự giảm đợt cấp COPD nhập viện trong cái thời kỳ bối cảnh COVID-19, và tất cả các cái nghiên cứu đều báo cáo rằng là cái việc giảm số lần nhập viện do đợt cấp COPD liên quan đến đại dịch COVID-19 với cái tỷ lệ phần trăm dao động là từ 27% đến 78% so với cả cái giai đoạn mà trước khi có dịch, và cái tỷ lệ tổng hợp để đánh giá cái tình trạng giảm nhập viện do đợt cấp COPD trong đại dịch COVID-19 so với cả giai đoạn trước thì giảm với mức giảm là khoảng 50%. Vậy thì có cái tác động nào trong cái thời kỳ dịch COVID-19 mà lại làm giảm được cái tỷ lệ nhập viện do đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính? Thì chúng ta đã biết rằng các cái yếu tố nguy cơ dẫn đến đợt cấp COPD thì bao gồm có những cái tác nhân về vi khuẩn, virus, ô nhiễm môi trường, rồi phụ thuộc vào cái mức độ bệnh nền của bệnh nhân cũng như là cái tiền sử đợt cấp trước đây của bệnh nhân kết hợp với cả các cái bệnh đồng mắc. Vậy thì cái việc giảm đợt cấp COPD do nhiễm virus thì được phân tích trong bài phân tích tổng hợp này là do giảm việc tiếp nhận virus đường hô hấp qua những cái biện pháp do là bệnh nhân thực hiện những cái biện pháp này ở trong bối cảnh đại dịch COVID để nhằm tránh nhiễm COVID-19 thì nó cũng có hiệu quả, đấy là vệ sinh tay rồi đeo khẩu trang, giữ khoảng cách ở những cái bệnh nhân COPD trong cái bối cảnh COVID-19. Và một cái điều nữa là trong cái bối cảnh đại dịch COVID-19 thì bệnh nhân có cái tâm lý lo lắng sợ là bị nhiễm bệnh, cho nên là bệnh nhân sẽ tuân thủ cao cái việc mà điều trị thuốc để mà giữ cho cái sức khỏe để không bị lây nhiễm. Chính vì thế mà người ta thấy rằng là các cái hướng dẫn hiện nay của Gold trước đây cho những cái biện pháp dự phòng đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì chủ yếu là tập trung vào cái việc tối ưu hóa các cái can thiệp dùng thuốc cũng như là các cái can thiệp không dùng thuốc và các cái biện pháp chủ động để giảm thiểu các cái việc lan truyền virus thì chưa được nhắc đến. Và dựa vào cái nghiên cứu phân tích tổng hợp ở trên thì có thể thấy là ủng hộ cho cái việc mà sau cái bối cảnh đại dịch COVID này thì vẫn nên duy trì áp dụng các cái biện pháp can thiệp vật lý như là vệ sinh tay, đeo khẩu trang, tránh những nơi đông người và cái chiến lược
phòng dự phòng đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Quản lý bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính từ xa thì được phát huy và sử dụng rất là nhiều trong cái đại dịch COVID-19 với cái mục tiêu là dự phòng đợt cấp, giảm cái chi phí chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống, thiết lập cho bệnh nhân một cái chương trình tự quản lý, cải thiện được cái hoạt động thể chất, cung cấp giáo dục và phục hồi chức năng hô hấp. Một cái phân tích tổng hợp về can thiệp theo dõi y tế từ xa đối với cả bệnh nhân đợt cấp COPD mức độ nặng thì với 22 cái thử nghiệm lâm sàng trên 2.906 bệnh nhân và 90% các cái thử nghiệm lâm sàng này thì có cái can thiệp trên 6 tháng. Những cái bệnh nhân được can thiệp thì có cái độ tuổi từ 63 đến 81 tuổi với cái mức độ tắc nghẽn nặng và hoặc có cái tình trạng thở oxy dài hạn tại nhà. Và các cái can thiệp ở đây thì bao gồm có là trực tuyến bằng máy tính, điện thoại di động để thu thập các cái thông tin về dấu hiệu sinh tồn, triệu chứng, độ bão hòa oxy, điện tâm đồ và hoặc là các cái chức năng hô hấp từ các cái thiết bị theo dõi từ xa. Và cái mục tiêu của các cái nghiên cứu thì đều để theo dõi cái số lượng đợt cấp COPD nặng nhập viện và đánh giá cái sự hài lòng, đánh giá về chi phí, chất lượng cuộc sống và cái tỷ lệ tử vong ở những cái bệnh nhân COPD. Thì kết quả cho thấy rằng là có cái sự giảm đợt cấp COPD nhập viện ở những cái nhóm được can thiệp theo dõi từ xa, mặc dù là chưa có ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên thì phân tích cho thấy rằng là có cái sự giảm khám cấp cứu vì đợt cấp có ý nghĩa ở những cái bệnh nhân mà được can thiệp từ xa. Và điều này thì cho thấy rằng là các cái biện pháp mà can thiệp y tế từ xa là có hiệu quả trong việc là hỗ trợ cho bệnh nhân phát hiện và xử trí sớm các cái triệu chứng đợt cấp, đặc biệt là trong cái bối cảnh đại dịch COVID-19. Một trong những cái biện pháp mà để có thể can thiệp từ xa đấy là phục hồi chức năng. Phục hồi chức năng thì trong đó có những cái bài tập thở, tập thể lực thì có một cái vai trò rất là quan trọng đối với cả bệnh nhân COPD. Hiện tại thì các cái bài tập phục hồi chức năng thì được hướng dẫn cho các cái bệnh nhân khi mà được điều trị nội trú hoặc là những cái bệnh nhân đến khám ngoại trú. Và hiện tại thì chưa có những cái cách thức để quản lý bệnh nhân trong việc mà bệnh nhân có duy trì lâu dài các biện pháp phục hồi chức năng tại nhà tiếp tục hay không. Một phân tích tổng hợp đã thực hiện để so sánh cái việc bệnh nhân được thực hiện các bài tập phục hồi chức năng tại nhà với cả những cái bệnh nhân mà không thực hiện các cái biện pháp phục hồi chức năng tại nhà mà không có cái sự hỗ trợ giám sát từ xa. Các cái can thiệp ở đây thì bao gồm có phỏng vấn này, hướng dẫn cho bệnh nhân sử dụng các cái sách tập hoặc là cái web hoặc là video để hướng dẫn cho bệnh nhân các cái bài tập phục hồi chức năng và sử dụng các cái ứng dụng thông minh để theo dõi từ xa, sử dụng các cái máy đếm bước chân và sử dụng lưu lượng đỉnh để mà theo dõi cái chức năng hô hấp của bệnh nhân với cái mục tiêu là đánh giá cái năng lực luyện tập thông qua các bài tập độ bền hoặc là sự gia tăng, đánh giá cái chất lượng cuộc sống, tình trạng sức khỏe, đánh giá sự tuân thủ, hiệu quả chi phí, đo cái chức năng hô hấp và đánh giá cái tần suất đợt cấp, tần suất nhập viện và cái tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân COPD. Thì kết quả của cái phân tích tổng hợp đã thấy rằng qua các cái thử nghiệm lâm sàng thì cái việc can thiệp bài tập có giám sát từ xa có cái giúp cho bệnh nhân cải thiện được cái khả năng gắng sức, cải thiện được tình trạng khó thở và chất lượng cuộc sống so với cả nhóm bệnh nhân không tập hoặc là tập tại nhà mà không có cái sự giám sát của nhân viên y tế. Và theo cái hướng dẫn của Gold năm 2021 thì cũng đưa ra những cái hướng dẫn ở những cái bệnh nhân như thế nào thì có thể theo dõi từ xa. Thì đó là những cái bệnh nhân hoặc là người nhà có thể hiểu được các cái quy trình và cung cấp được thông tin một cách rõ ràng. Những bệnh nhân được theo dõi COPD một cách thường xuyên và nhân viên y tế thì có thể tiếp cận được với hồ sơ cũng như là kết quả xét nghiệm của bệnh nhân và có thể thực hiện kê thuốc và bệnh nhân thì có cái cơ hội để tiếp cận thuốc. Thì đấy là những cái nhóm bệnh nhân mà có thể theo dõi từ xa. Và Goal năm 2021 thì cũng đưa ra một cái bảng checklist dành cho các bác sĩ để theo dõi cho bệnh nhân COPD từ xa. Một cái vấn đề quan trọng nữa để đạt hiệu quả trong việc quản lý COPD đó là lựa chọn được cái phác đồ điều trị phù hợp với các cái kiểu hình hoặc là với những cái trường hợp cá thể hóa. Vậy thì hướng dẫn của Goal năm 2021 thì có đưa ra cái phác đồ điều trị ban đầu cho bệnh nhân COPD dựa theo cái phân loại ABCD. Và nếu như mà các cái điều trị ban đầu này thì nó phù hợp, có hiệu quả thì sẽ tiếp tục được duy trì. Còn nếu mà không đáp ứng thì sẽ phải đánh giá cái mức độ khó thở cũng như là tần suất đợt cấp để theo dõi được cái sự thay đổi của các cái phác đồ. Và trong hướng dẫn của Goal năm 2021 thì cái liệu pháp bộ 3 được sử dụng ở những cái bệnh nhân COPD không cải thiện sau khi điều trị LABA/LABA hoặc là ICS/LABA. Tuy nhiên, một câu hỏi đặt ra là liệu có nên chỉ định sớm hơn
cái liệu pháp độ 3 ở những cái bệnh nhân COPD ở cái mức độ trung bình và nặng hay không. Và điều này thì cần phải có cái sự cân nhắc giữa cái lợi ích của việc giảm đợt cấp, giảm tỷ lệ tử vong, tăng sự tuân thủ điều trị với cái nguy cơ viêm phổi có thể gặp ở bệnh nhân nhiều triệu chứng, nhiều đợt cấp để tối ưu hóa được các cái lợi ích lâu dài. Vậy thì điểm qua các cái nghiên cứu về liệu pháp bộ 3 trong COPD thì thấy rằng là qua các nghiên cứu thì ở những cái bệnh nhân mà điều trị bộ 3 thì có cái sự tăng FEV1 đáy sau 52 tuần điều trị. Và những cái bệnh nhân điều trị liệu pháp bộ 3 thì có cái tình trạng giảm đợt cấp vừa và nặng hàng năm sau 52 tuần điều trị. Và cô năm 2021 thì cũng đã đưa thêm những cái thông tin về việc điều trị bộ 3 có giảm tỷ lệ tử vong so với cả Gamma-Lama trong hai cái thử nghiệm lớn là thử nghiệm Impact và thử nghiệm Ethos. Thì thứ nhất là cái thử nghiệm Ethos, đây là một cái thử nghiệm can thiệp nhóm song song ngẫu nhiên mù đôi kéo dài 52 tuần được thực hiện ở 26 quốc gia với 8.509 bệnh nhân COPD ở cái mức độ trung bình và rất nặng. Các bệnh nhân thì được chia vào các cái nhóm điều trị bộ 3, điều trị LABA, LAMA, điều trị ICS-LABA. Và kết quả của nghiên cứu thì thấy rằng nguy cơ tử vong do tất cả các nguyên nhân thấy giảm rõ ở những cái nhóm mà điều trị liệu pháp bộ 3 với cái liều corticoid ở cái mức độ trung bình trở lên. Và cái lợi ích của liệu pháp bộ 3 đã thấy rõ được cái việc mà nguy cơ tử vong, giảm được nguy cơ tử vong. Và đặc biệt là trong nghiên cứu thì người ta phân tích thấy rằng là cái nhóm tử vong mà liên quan đến biến cố tim mạch thì giảm khá là rõ, mặc dù thì chưa rõ được cái cơ chế. Tương tự thì tiếp tục trong nghiên cứu Impact, người ta cũng đánh giá cái nguy cơ đợt cấp, nguy cơ viêm phổi ở những cái bệnh nhân mà điều trị bộ 3 so với cả điều trị Gamma-Lama. Thì đây là những cái nghiên cứu pha 3 ngẫu nhiên mù đôi nhóm song song đa trung tâm và được thực hiện ở trong 52 tuần với mục tiêu là đánh giá cái tác dụng của liệu pháp bộ 3 dạng hít mỗi ngày một lần so với cả cái liệu pháp kép mỗi ngày về cái tần suất đợt cấp trung bình và nặng hàng năm. Và kết quả cho thấy là ở những cái nhóm điều trị liệu pháp bộ 3 thì có cái tình trạng giảm được cái đợt cấp trung bình và nặng so với cả cái liệu pháp điều trị kép. Tuy nhiên thì cái tỷ lệ gặp viêm phổi ở cái nhóm dùng ICS thì vẫn nhiều hơn ở những cái nhóm mà không dùng ICS. Thế và hầu hết thì các nghiên cứu đều đưa ra được cái bằng chứng là cái tỷ lệ viêm phổi gặp cao hơn ở những cái nhóm mà điều trị có ICS từ 0,8 đến 2 lần so với cả những cái nhóm không sử dụng ICS. Tuy nhiên, để phân tích được cái lợi ích cũng như là nguy cơ của việc của liệu pháp bộ 3 khi mà chỉ định cho những cái bệnh nhân mà ở mức độ trung bình và nặng thì có một cái nghiên cứu dự báo về nguy cơ viêm phổi trong 5 năm trên 6.800 bệnh nhân COPD thì cho thấy là cái việc mà sử dụng ICS thì chỉ là một trong những các cái yếu tố để làm tăng cái nguy cơ viêm phổi ở bệnh nhân COPD. Và nguy cơ viêm phổi thì còn có thể gặp ở những cái bệnh nhân mà có những cái ở những cái bệnh nhân mà có cái mức độ COPD theo phân loại của Gold ở giai đoạn 3 hoặc là 4, hoặc là những cái bệnh nhân mà có cái tiền sử viêm phổi từ trước, hoặc là những cái bệnh nhân mà có sử dụng corticoid thường xuyên, bệnh nhân có những cái tình trạng cân nặng thấp, hoặc là bệnh nhân vẫn tiếp tục sử dụng hút thuốc lá. Vì vậy để lựa chọn hay là chỉ định liệu pháp bộ 3 ở những cái bệnh nhân COPD mức độ trung bình và nặng thì phải cân nhắc ở trên nhất là nhiều yếu tố để có thể chỉ định sử dụng ICS từ sớm. Một trong những yếu tố có thể giúp quyết định cho việc sử dụng ICS từ sớm hay là từ điều trị ban đầu đấy là chỉ số bạch cầu bái toan trong máu. Chỉ số bạch cầu bái toan trong máu thì là một cái yếu tố dự báo độc lập để đáp ứng với ICS ở những cái bệnh nhân COPD nặng và rất nặng và có cái tiền sử đợt cấp. Thế và Gold năm 2020 và Gold năm 2021 dựa trên các cái bằng chứng nghiên cứu trước đây thì đã đưa ra cái số lượng bạch cầu bái toan trong máu ở ngưỡng dưới 100 tế bào trên microlit và ngưỡng trên 300 tế bào trên microlit được dùng để xác định không đáp ứng cũng như là có đáp ứng với cả ICS. Bạch cầu bái toan trong máu thì tham gia vào cái phản ứng viêm trong COPD, nó được hóa ứng động đến phổi bởi các cái cytokine và chemokine thông qua liên quan đến đáp ứng theo con đường viêm ở các cái tế bào T hỗ trợ 2. Cái phản ứng viêm bạch cầu bái toan thì chưa được hiểu rõ, tuy nhiên là nó thường tăng ở những cái cá thể mà có cơ địa dị ứng và nó dễ làm cho những cái bệnh nhân có cái đợt cấp hơn. Và nhiều nghiên cứu thì cũng chỉ ra là số lượng bạch cầu bái toan ở trong máu thì liên quan đến đợt cấp COPD. Bệnh nhân có cái số lượng
cầu ái toan trong máu thì có cái ngưỡng ở ngưỡng cao thì có nhiều đợt cấp COPD hơn, rồi là số lượng bạch cầu ái toan trong máu thì dự báo cái đáp ứng với cả corticoid. Thì trong năm 2021 thì cũng có một số những cái báo cáo tổng hợp cũng như là nghiên cứu mới về liên quan đến giá trị của bạch cầu ái toan trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thứ nhất là một cái báo cáo tổng hợp từ dữ liệu của 11 cái thử nghiệm lâm sàng đánh giá bạch cầu ái toan có phải là cái dấu ấn dự báo đợt cấp trong tương lai hay không. Nghiên cứu này thì đã phân nhóm các bệnh nhân theo cái ngưỡng bạch cầu ái toan là dưới 150 tế bào trên microlít và nhóm 150 đến 300 tế bào trên microlít và nhóm trên 300 tế bào trên microlít. Và kết quả của nghiên cứu thì cho thấy rằng là tỷ lệ bệnh nhân ứng với những cái phân tầng của bạch cầu ái toan ở các cái nhóm thì ở những cái nhóm mà có không đợt cấp hay một đợt cấp hoặc là những cái nhóm trên hai đợt cấp thì cái tỷ lệ bệnh nhân là tương tương đồng với nhau, không có sự khác biệt. Tương tự khi đánh giá giữa nhóm sử dụng ICS cũng như là cái nhóm bệnh nhân không sử dụng ICS thì tỷ lệ bệnh nhân ở ba nhóm phân tầng theo số lượng bạch cầu ái toan cũng tương tự nhau và cũng không có cái sự khác biệt. Khi đánh giá về cái nguy cơ xuất hiện tần suất đợt cấp ở trên các cái nhóm xuất hiện không đợt cấp, một đợt cấp hoặc là trên hai đợt cấp hàng năm ở cái nhóm mà bạch cầu ái toan theo các cái phân tầng thì cũng thấy là cái tỷ lệ hay là cái nguy cơ xuất hiện tần suất đợt cấp cũng tương tự như nhau. Và điều này thì cũng được thấy ở các cái nhóm điều trị ICS và nhóm không điều trị ICS thì cái mức độ theo phân tần suất đợt cấp xuất hiện hàng năm ở những cái nhóm mà phân tầng theo bạch cầu ái toan thì cũng tương tự như nhau. Và kết luận của phân tích tổng hợp thì cho thấy rằng là không tìm thấy được cái mối quan hệ quan trọng về mặt lâm sàng giữa cái số lượng bạch cầu ái toan trong máu ban đầu với cái tỷ lệ đợt cấp, và cái số lượng bạch cầu ái toan trong máu thì không phải là một cái dự báo hữu ích về nguy cơ đợt cấp trong tương lai. Một cái nghiên cứu thứ hai nữa cũng liên quan đến việc giá trị của bạch cầu ái toan trong máu ở những bệnh nhân COPD được nghiên cứu vào năm được công bố vào năm 2021. Đấy là cái nghiên cứu về mepolizumab. Thì mepolizumab đấy là một cái kháng thể đơn dòng có khả năng liên kết bất hoạt interleukin-5 để giảm cái bạch cầu ái toan trong máu về mức bình thường. Và các cái thử nghiệm lâm sàng của mepolizumab ở những cái bệnh nhân hen mà có tăng bạch cầu ái toan nặng thì cho thấy là có giảm tần suất đợt cấp. Vì vậy mà trong COPD thì có hai cái thử nghiệm là Matrix và Metrio thì đã khảo sát cái mepolizumab ở những cái bệnh nhân COPD tiếp tục gặp các cái đợt kịch phát mặc dù là bệnh nhân đấy đã điều trị cái pháp phúc bộ điều trị bộ ba rồi, và cái thời gian điều trị bộ ba của bệnh nhân là trên 12 tháng. Và kết quả thì hai thử nghiệm cho thấy rằng là mepolizumab thì có giảm được cái tỷ lệ đợt cấp trung bình và nặng hàng năm, cũng như đồng thời là ở những cái nhóm mà điều trị mepolizumab thì cái thời gian đến đợt cấp ở mức độ vừa và nặng đầu tiên thì cũng dài hơn so với cả giả dược. Tương tự thì cái thời gian đến những cái đợt cấp đầu tiên dẫn đến những cái lần khám mà phải nhập viện hoặc là những cái lần lần khám cấp cứu thì cũng dài hơn so với cả những cái nhóm giả dược. Khi mà phân tầng ngẫu nhiên theo cái ngưỡng bạch cầu ái toan thì cái lợi ích của việc điều trị với mepolizumab so với giả dược thì cũng đã thấy được tăng lên khi mà cái số lượng bạch cầu tăng cao ở trong máu đối với cả cái tỷ lệ hàng năm của các cái đợt cấp vừa và nặng cũng như là cái đợt cấp mà dẫn đến phải khám cấp cứu cũng như là phải nhập viện. Từ đó cho thấy là việc ở những cái bệnh nhân mà COPD ở mức độ trung bình và nặng khi mà đã điều trị phác bộ bộ ba rồi mà bệnh nhân có vẫn còn xuất hiện các cái tần suất đợt cấp thì việc điều trị mepolizumab cũng là một trong những cái giải pháp ở những cái bệnh nhân này. Vâng, tóm lại qua bài trình bày, tôi xin đưa ra một số các cái kết luận. Thứ nhất là bệnh nhân COPD mắc COVID-19 thì có cái nguy cơ nặng và nguy cơ tử vong cao. Và điều trị COVID-19 ở bệnh nhân COPD thì không có cái sự khác biệt so với cả ở những cái bệnh nhân mà không mắc COPD. Và chăm sóc y tế từ xa thì là một cái giải pháp hiệu quả không chỉ trong đại dịch COVID-19. Việc cân nhắc lợi ích và nguy cơ để khởi đầu sớm liệu pháp bộ ba ở những cái bệnh nhân COPD mức độ trung bình trở lên thì cần được xem xét. Và bạch cầu ái toan máu là một cái dấu ấn sinh học cũng như là một yếu tố để dự báo độc lập về đáp ứng điều trị corticoid ở những cái bệnh nhân COPD. Và trên đây là toàn bộ cái bài trình bày của tôi về COPD tổng quan năm 2021.
Xin trân trọng cảm ơn sự lắng nghe của quý vị.